Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em trong Odo trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký về lái xe kênh Nhớ Phát Triển. Hôm nay là ngày 17 tháng 11, em xin hãy giới thiệu tiếp các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Kenwood với một đen của nó là DP3010. Chiếc này thì được sản xuất năm 1989, nó sở hữu xoay ngang của nó là 44 cm, chiều cao của nó là 11 cm và chiều sâu của nó là 28 cm. Nó nặng là 3,5 kg. Mặt phanh nhôm được sơn màu đen. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Sony 150, rất dễ thay thế và không kén đĩa. Giá thay thế chỉ 250.000. Chip giải mã của chiếc này thì dùng hai con chip giải mã PCM 56PL. Cho ra chất âm là 16 bit, rất là dày dặn và chi tiết. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để các được chiêm ngưỡng. Về phần ngoại hình thì cái góc bên này nó có chiếc sườn một chút. Đấy, chiếc sườn một chút này. Cái cạnh bên này thì có cấn này. Đấy, lại thì phần mặt tiền rất là đẹp. Mặt tiền rất là đẹp. Nắp lưng này là nắp lưng dùng xi dán cho nên rất là đẹp. Đây có một chảy một chút này. Cạnh trên đây, cạnh trên khá là đẹp. Chỉ có đây cũng bị chảy chút thôi. Đây, model của nó là DP3010. Điện 100V, công suất là 10W, được sản xuất tại Nhật Bản. Series máy của nó là 90500136. Chiếc này chỉ có một đường áp qua thôi. Mặt phía sau này thì có những cái vết ố lấm chấm con nhỉ. Đây, ố lấm chấm này. Đây. Và đây là cái phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của chiếc này thì cũng rất là mới, máy móc zin nguyên bản, mắt đọc cũng như thang máy. Do các tầm điểm mạch màu vàng thì chúng ta nhìn hơi tối thôi. Chứ là rất là mới đấy ạ. Đây ạ, mắt đọc của Sony 150A. Và đây là con chip giải mã, hai con chip giải mã PCM 56PL, một con, hai con. Tụ lọc là tụ lọc của Ella. Linh kiện Ella thôi. Rồi, và tới đây em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc này để cho bác được thưởng thức. Và chiếc này em bán với giá là 800.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc, chỗ nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship. Đầu độc tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Em test một CD sao chép để bác được thưởng thức ạ. Nhận đĩa ngay. Vui đăng trình em gồng con đứng
ngoài kia trong dục quân gieo bao lóng trai anh hùng đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình, giờ con biết đọc hay chưa hay nhắc tên bà hoài để em nhớ thương thêm hoa nở trên cành mai. Biết xuân này lại về bên chiến hào đồn xa mua quà xuân chẳng có anh đã vội miên thư. Thư biết em chẳng được vẫn ghi cho đẹp tình mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau. Xuân thăm em về kể chuyện rừng xanh
tình vui buồn quân ngũ, thiên quân hành đất đỏ. Nhiều đêm dài mưa đổ, nhưng ngại em nhớ tôi chăng? Mười năm tôi xa mãi trường yêu, mang theo bao hẹn hò. Rời tôi xanh mộng chờ, dù đời còn lắm mong mong. Dù biết bao giờ tìm về người cũ hoa xưa, vòng tay ngà đua mở cùng hoa đen sáng sỡ, dìu em vào giấc ngủ quay cuồng tim hát đam mê. Hỏi em ai sương gió đường xa, vai ba lô nặng đầy, tay súng giữa đêm dài miệt mài tranh đấu vì ai. Đừng để cho nhau một đời đau xót ngày mai. Nhớ đêm nào buồn về nhà em, có trăng em sáng soi lối vào. Có đôi mình cùng chung bóng hình, trong tiếng hát ấm êm ngày say. Nhớ câu thề một lần chia tay, có hoa vương cuối nhiều nắng hè. Đến bây giờ dù ai hãy hồ, xin em nhớ tiếng xưa đợi chờ. Làm sao tôi nói hết trong trang thư tình yêu gửi về em. Mười năm dài chưa mỏi, đời trai con trôi nổi. Vì nghe lời khăn khỏi, quê mình đau xót em ơi. Trời biển khu trăng sáng kiên nhiên, nhưng tim tôi lạnh đầy, ngồi viết trang thư này gửi người em gái thanh đôi. Tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu ước ngày xưa. Em xin phép được dừng ở VTS ở đây. Thì trước tuần này em bán với giá là 800.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc. Chỗ nào chuyển đổi tiền, chỗ nào đặt cọc thì tự nhận tiền ship. Số điện thoại của em là 0907 23 269. Em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp video sau ạ.